Hello, chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Phúc Thiên của mình nha các bạn. Thì hôm nay sẵn mình có làm cái bột cửa nhôm sinh pha, mình ráp cái ổ phá đơn điểm của cửa nhôm sinh pha đi mở nha các bạn nha. Thì sẵn mình hướng dẫn các bạn cách mà móc ổ phá bằng tay nha các bạn, thủ công. Khi mà các bạn nào mà chưa có máy làm thì các bạn xem video của mình để mà các bạn biết đường các bạn móc ổ phá đơn điểm của cửa nhôm sinh pha mở nha, đi mở nha các bạn nha. Thì ổ phá của nhôm sinh pha nó có một loại là đa điểm, một loại là đơn điểm. Thì cửa phòng thì đa số là làm cửa đơn điểm nha các bạn, còn mà cửa bốn cánh thì mới làm đa điểm nha các bạn nha. Thì bây giờ mình làm ổ phá đơn điểm thì mình hướng dẫn các bạn cách móc ổ phá đơn điểm bằng bằng tay nha các bạn, thủ công nha. Thì đây là anh mình. Hello các bạn nha. Rồi thì bây giờ mình không nói lòng vòng sàm sàm nữa, mình sẽ vô vấn đề chính nha các bạn. Rồi thì đây là cái ổ khóa đơn điểm, thì nó có những cái gì thì để mình quay cho các bạn xem nha. Thì mình đứng gần đường nó hơi ồn, mong các bạn thông cảm. Thì cái đây là cái ruột của thằng ổ khóa đơn điểm nha các bạn. Để mình lấy ra cho các bạn xem. Đây là cái ruột của ổ khóa đơn điểm nha các bạn nha. Đó, rồi đây là cái đồ để mình quặn chì này các bạn. Thì cái này là ở trong thì mình xài bằng cái ngù đây nha các bạn nha, còn ở ngoài là mình xài bằng chì phá. Đó. Rồi đây là cái mặt nạ, khi mà mình bắn vô, mình ráp ổ khóa xong mình bắn cái mặt nạ vô trong cái khung bao để mà mình khóa lại nha các bạn. Còn đây là hai cái tay nắm. Thì cái này là cái cửa màu trắng nên mình sẽ mua ổ khóa màu trắng nha các bạn. Đó. Thì ở clip mấy cái lượt clip trước mình đã hướng dẫn các bạn cách lên khung bao với lên cánh của cửa đi sinh pha mở một cánh rồi. Thì sẵn ở đây là mình làm cái ổ khóa, mình ráp ổ khóa đơn điểm thì mình quay cho các bạn xem luôn nha. Còn cái đây là cái cốt để mình đúc qua cái ổ khóa. Thì làm như thế nào thì bây giờ các bạn xem mình hết clip để mà mình bắt ổ khóa vô như thế nào nha các bạn nha, để các bạn biết đường các bạn làm nha. Mình móc bằng máy cắt tay nha các bạn. Mình cắt bằng máy cắt tay, với lại là các bạn phải mua một cái mũi khoan tháp như vậy nha các bạn, để mà mình khoan cho nó khỏi bị lem qua bên cái mình khoan vô để mình cắt mấy cái lỗ cho nó chuẩn nha các bạn nha. Thì phải mua một cái mũi khoan tháp nha, với máy cắt tay. Rồi giật thì cái cửa mình nó chiều cao, cái cánh cửa của mình là 2m1 nha các bạn nha. Thì thường thường các bạn mà đứng, các bạn vừa cái tầm của các bạn mở cửa, quay cái tay tôi nè, vừa cái tầm mà các bạn mở cửa là nó cỡ tầm 1m nha các bạn nha. 90 đến 1m là vừa tầm các bạn móc khó. Các bạn đừng có móc cái khó cao quá, nhiều lúc người ta đứng quá nó không có, nói chung là không có thuận tay người ta. Thì các bạn chỉ cần móc thước á, cái cửa các bạn là cao bao nhiêu không cần biết, thì các bạn chỉ cần móc thước từ dưới chân lên ngay chỗ cái tim khó là 1m cho mình nha các bạn nha. À, thì các bạn móc thước từ dưới cái chân lên là 1m. Rồi các bạn làm tim nha, tim 1m nè. Đó là vừa cái tầm, là để cái tay mình dặn cho nó vừa tầm, chứ cao quá là nhiều cái nó người ta bất tiện, người ta dặn tay bất tiện nha các bạn. Thì khi mà các bạn bắt ổ khóa vô vậy nè, khi mà các bạn bắt ổ khóa vô mà cái ngù của các bạn là nó bị ngược nè. Đó, cái đầu khóa của bạn nó bị ngược là cái khi mà cái cánh mình dập vô vậy là nó bị ngược nè, các bạn phải xây cái này lại. Thì các bạn ở đây nó có con quýt nè, các bạn tháo ra. Đó, tháo con quýt này ra để xây cái đầu lại. Đó, các bạn tháo ra xong các bạn xây ngược lại vậy nha các bạn nha, rồi các bạn xiết lại nha. Xiết lại theo cái chiều của các bạn nha, cái chiều ram đóng đó. Đó, theo như vậy nè, thì các bạn dập lại, dập vô là cái cửa nó không bao vậy, là cái này đóng lại là nó mới, cái này, cái đầu này nó mới đúng chiều nha. Thì nó có cái con quýt để các bạn tháo ra nha. Thì các bạn trước khi các bạn đặt cái ổ khóa vô, các bạn móc lấy dấu móc á, thì các bạn đo cái chìa khóa nè, đo từ cái cạnh đen nè. Đó là từ cái đây tới cái đây nè, là của nó là 4/3 nha các bạn nha. Đó, của nó là 4/3, các bạn đừng có móc ở ngoài. Đó, các bạn móc ở trong đây là 4/3 rồi. Thì sau khi lấy 4/3 thì các bạn móc cái cạnh thước của mình vô trong cái cửa nè. Đó, móc vô là 4/3.
Đây 4/3 nha. Móc từ cái đây nha các bạn nha, chứ không phải móc trên đây nha, móc từ cái mặt đây nè, vô là 4/3. Ở trên này vô 4/3. Rồi, các bạn lấy thước từ dưới cái chân quay xuống dưới chân nè. Đây nè, móc thước vô cái chân này nha các bạn nha. Rồi móc lên trên đây là 90. Móc lên tới đây là 90 nè. Rồi. 90 nha, lấy 90 nha các bạn nha. Đó, là 90 nè. Đó, các bạn lấy cái mực là 90 nè, rồi. Rồi các bạn cắt cái thân khó vô. Đó. Thì đây nha các bạn. Thì sau khi các bạn lấy dấu cái lỗ, các bạn canh cho nó bằng cái đít nè, bằng cái mực đít rồi nè. Đó, rồi cái mực của bên hông nè. Đó. Thì sau khi canh hai cái bên hông sâu rồi các bạn lấy dấu ở trên đây. Lấy dấu của cái lỗ này. Cái lỗ này gạch xung quanh cái mương này để lấy cái dấu cái mực đây và lấy dấu cái lỗ này. Đó, sau khi lấy dấu hai cái này xong thì các bạn lấy ra. Đó. Thì sau khi các bạn lấy cái ruột các bạn đặt vô, các bạn lấy dấu một hình tròn theo cái chìa phá của cái tay nắm chìa phá nè, nó cái lỗ nó đều nhau luôn nè, các bạn thấy chưa? Đó là nó đều một vậy luôn nè. Rồi sau đó các bạn nhìn qua bên hông đây. Đó thì sau khi mà các bạn lấy cái mặt trên là cái nó đều theo cái lỗ rồi thì các bạn thấy nó còn hai cái chân ở dưới thì các bạn lấy dấu ngay chỗ hai cái chân nè, lấy mực tim của hai cái chân nha. Đó, các bạn lấy mực tim của hai cái chân. Đó, mình lấy cái tim, cái mực. Đó, cái mực chân đó, chân này và cái mực chân của cái này, sau đó các bạn lấy ra. Sau đó các bạn lấy cái thước, các bạn đo nè. Cái lỗ tim ra tới cái mặt ngoài đây là 1/5 nè. Cái lỗ tim ra ngoài mặt ngoài là, từ cái lỗ ra cái mặt ngoài là 1/5. Thì các bạn lỗ trên nó cũng 1/5 nè. Rồi các bạn lấy mực. Các bạn lấy mực từ cái ngoài cạnh ngoài đây nè. Vô 1/5 nè, các bạn lấy tim nè. Rồi cái mực ở bên hông các bạn lấy dấu qua nè, là các bạn lấy lên đây là tim ngay đây luôn nè. Rồi bên đây trên đây cũng vậy nè. Các bạn cũng lấy vô 1/5. Đó, rồi cái mực bên hông đây các bạn cũng lấy lên. Rồi. Sau đó các bạn đặt cái tay nắm vô nè. Đó, các bạn đặt cái tay nắm vô. Các bạn canh sao mà cái lỗ nè. Canh cái lỗ nhỏ đây, cái lỗ nãy các bạn lấy dấu là của cái cốt này. Còn cái lỗ này là của cái đầu chìa phá nè, là nó bằng cái mực đây. Sau đó các bạn lấy cái lỗ tim này. Đó, nó hơi lọt xíu nè, đó. Cái lỗ tim này là theo video nãy giờ mình nói á. Đó là lấy cái lỗ ngay cái lỗ tim này ra mực đây. Bên đây cũng vậy. Sau đó là các bạn đo. Sau đó các bạn đo từ cái mặt ngoài đây nè. Từ cái mặt ngoài vô là 1/5 nè. Đó, 1/5 tim của cái lỗ ốc. Ở trên nó cũng là 1/5 tim của cái lỗ ốc. Thì các bạn móc thước từ ở ngoài vô 1/5 nè. Đó, ở trên cũng là 1/5 nè. Rồi, thì bây giờ các bạn sẽ khoan lỗ nha. Thì sau khi các bạn lấy mực xong rồi thì các bạn lấy cái mũi phen này nè. Mũi phen tháp nha các bạn nha. Mình đứng gần đường nó hơi ồn, các bạn thông cảm. Rồi các bạn khoan xuống nha. Ngay cái tim các bạn khoan xuống. Rồi ngay chỗ đây mình khoan cái lỗ cò ổ phá nè. Cái lỗ đây nè, là các bạn khoan cái đầu và cái đuôi, rồi lát nữa các bạn lấy máy các bạn xả nha. Ví dụ các bạn lấy mực, cái mực tròn như vậy thì các bạn khoan nó rộng ra 1 ly 2 ly nữa để các bạn đút vô cho nó rộng, cho nó thoải mái để các bạn dễ chỉnh nha. Đó, mình khoan cho nó rộng ra xíu để mình dễ chỉnh. Cái lỗ ốc này của mình nó cỡ tầm 9 ly nè, thì các bạn khoan cỡ tầm 10 ly cho dễ chỉnh nha.
Đó. Rồi thì cái này các bạn lấy máy cắt, các bạn cắt từ đây qua đây, từ này qua này nữa là nó sẽ xong một bên nha các bạn nha. Rồi sau đó các bạn sẽ lật lại để lấy mặt mặt kia. Rồi bây giờ mình cắt cho các bạn xem nha. Nghe cái đầu đó. Thì sau khi các bạn cắt xong này, các bạn đưa cái này vô thử được chưa nha. Đó, nói vậy là ok rồi nha các bạn. Đó, các bạn phải cho độ hở 1 ly 2 ly như vậy để mà mình chỉnh qua chỉnh lại hay chỉnh lên chỉnh xuống là nó ok nha. Chứ các bạn mà nhiều lúc các bạn móc cái lỗ mà vừa đụng cái mực á là các bạn đưa vô nó bót quá, là lát nữa mình đưa cái tay nắm vô mình chỉnh không có được nha. Thì cái tay nắm này nó cho mình độ rơ hai bên nè. Độ rơ hai bên bên 5 ly lận. Nên mình làm cho cái mực nó rộng ra 1 bên 1 ly 2 ly cũng không sao nha các bạn. Đó. Thì sau khi á mà mình lấy mực mặt này xong rồi thì bây giờ mình sẽ lấy mực mặt dưới nữa rồi mình sẽ ráp vô cho các bạn xem nha. Các bạn móc bên đây nó có cái G nè. Còn bên mặt bên đây nó có cái G. Còn bên này thì nó chỉ có khúc này thôi. Thì các bạn lấy thước. Các bạn lấy thước nha. Các bạn móc thước từ đây lên. Đây nè. Lên phủ bì cái này là nó 7 phân nè. Thấy không? Đó, lên tới cái mực ngay chỗ cái đây luôn là 7 phân nè. Các bạn nhìn thấy chưa? Đó là nó phủ bì lên tới đây là 7 phân nè. Ngay chỗ cái ngón tay mình là 7 phân. Đó là các bạn móc từ dưới đây, các bạn móc lên. Đó, thì lật qua bên đây lại. Lật qua bên đây lại thì các bạn cũng móc thước từ bên đây qua 7 phân cho mình nha. Đó, móc thước từ bên đây, mép này qua bên đây 7 phân. Chứ các bạn móc thước từ bên cái G này qua là sai nè. Rồi quay gần vô đây. Đó. Thì tương tự các bạn cũng móc ở dưới cái chân lên là 90. Các bạn lấy dấu. Thì như bên kia 90 thì các bạn ở bên đây cũng lấy lên 90. Đó, lấy 90 để làm chi? Để các bạn đặt cái ruột ổ khóa lên nè. Nè. Quay thấy cái mực nào. Đó, đây là 90 nè. Cái mực các bạn vừa kéo lên là các bạn hồi nãy các bạn cũng lấy mực 90 bằng cái này. Đó, để các bạn lấy dấu, các bạn lấy cái lỗ khó nè, với lại cái lỗ trên đây nè. Đó. Thì cái mực 7 phân từ bên đây qua bên tới đây 7 phân nè. Mực nè. Cái mực 7 phân nè, cái mực trên 7 phân nè. Thì các bạn lấy cho nó bằng cái mép đây nè. Đó. Rồi các bạn đặt vô. Rồi, sau khi nó thẳng cái một cái đường này rồi á, 7 phân rồi á. Thì cái đường dưới đây 90 nó phải nằm ngay sát cái ổ phá như vậy. Thì các bạn lấy dấu cái lỗ đây. Rồi lấy dấu cái lỗ trên đây. Đó. Lấy dấu hai lỗ này nha. Rồi các bạn lấy ra. Đó. Ở đây mình có phân lỗ tim sẵn cho các bạn nè. Rồi. Sau khi mà các bạn lấy hai cái lỗ này xong rồi thì các bạn cũng phải lấy hai cái lỗ của cái tay nắm này luôn. Hai cái lỗ tay nắm đây dưới cái tay nắm đây luôn. Là nó có hai cái lỗ, cũng như bên kia mình cũng phải khoan hai cái lỗ. Thì các bạn đặt vô. Đây. Các bạn đặt vô này là cái lỗ khó này nó phải cái đầu này nó phải bằng cái đầu này. Cái đít này nó phải bằng cái đít này. Rồi sau khi cái lỗ này nó cũng bằng cái lỗ này rồi thì các bạn lấy dấu của tim lỗ này xuống dưới đây. Dưới đây cũng vậy. Đó, rồi các bạn lấy dấu xong á. Các lấy dấu xong là các bạn phải đo. Đây là cái đây tới đây nè là của mình là lấy 4 phân nè. 4 phân 1 nè. Từ cái này vô đây là tim của cái lỗ này 4 phần 1. Bên này cũng 4 phần 1 nè. Đó, tại vì 4 phần 1 là sao? Tại bên đây nó cũng lấy, mình cũng lấy tim vô là 4 phần 1 nè. Đó, mình lấy tim vô cũng 4 phần 1 nè. Thấy chưa? Thì cái lỗ này cũng 4 phần 1 nè. Đó, thì bên này mình phải lấy vô 4 phần 1 cho nó đều hai bên. Đó, mình lấy dấu vô 4 phần 1 nè. Đó, 4 phần nè. 4 phần 1 ly nè, ở trên đây cũng 4 phần 1 ly nè. Sau khi mình lấy dấu đều hết rồi, bây giờ mình khoan lỗ cho các bạn xem. Đó,
các bạn mổ sao mà cho nó được như vậy nè nha các bạn. Các bạn đưa cái cọ vô thử được chưa? Đó, nó như vậy là ok nè. Đó. Thì sau khi các bạn mổ mặt bên đây và mổ mặt bên đây rồi thì bây giờ mình sẽ mổ một cái đường trên đây để mình nhét cái mổ hai bên rồi mặt trên và mặt dưới, thì bây giờ mình sẽ mổ để mình đưa cái ruột vô nha các bạn nha. Đó. Đây. Thì cái ruột á nó sẽ nằm ở cái mương này chứ không phải là nằm ở trong cái mương này nha các bạn nha. Nó nằm vậy nè. Quay đây thẳng vô nè. Đó, nó nằm như vậy nha các bạn nha. Đó, chứ không có nằm xét vậy, nó nằm vậy nè. Rồi bây giờ mình sẽ lấy mực mình mổ cho các bạn xem nha. Thì tương tự cái mặt bên này mình cũng móc thước từ dưới lên, dưới chân lên là 90. Thì mình đặt cái ruột vô 90 thì ngay chỗ đây. Đây, cái mực 90 nó sẽ nằm ngay cái như nãy giờ mình lấy mực. Nó sẽ bằng vô cái đáy đây. Đây nào, quay về cho các bạn dễ hiểu nè. Đó, thấy chưa? Thì mực 90 nó nằm ngay cái ruột mình đây, rồi mình sẽ lấu cái ruột mình nó dài lên tới đây thì mình lấy mực qua tới đây luôn. Mình lấy dấu hai đầu. Đó, sau khi mình lấy dấu hai đầu rồi thì mình móc. Mình móc để mình đưa cái ruột vô như vậy này các bạn nè. Đó. Thì cái mực nó như vậy. Thì các bạn móc cho nó dài lên thêm một bên hai phân nữa cho mình nha. Đó, có nghĩa là từ cái mực đây móc ra hai phân, từ cái mực này lấy lên hai phân nữa. Tại cái ruột của mình nè. Đó, nó còn dư hai khúc này nữa thì mình móc lên cho nó sao mà cho nó qua khỏi hai cái chấu này nữa cho nó dư dư xíu cũng được. Tại cái ổ phá của mình là nó dài tới cả khúc luôn nè. Đó, mình móc tới đây cũng không sao, cái lét cái này nó bịch lại nha các bạn. Bây giờ mình móc cho các bạn xem nha. Sau khi các bạn lấy mực rồi thì các bạn lấy cái tương tự cũng lấy cái mũi để các bạn khoan hai đầu để mà lát mình xỉ cho nó khỏi phạm vô nhôm nha. Xong thì bây giờ mình sẽ bỏ cái ruột vô và bóc ổ phá vô cho các bạn xem nha. Để quay một vòng hai mặt cho các bạn xem đi. Đây, mặt bên đây đây. Đó, thì sau khi xong rồi. Rồi xong rồi bây giờ bỏ ruột vô nha các bạn nha. Đây nè. Đó, bây giờ mình bỏ sao mà cho nó lọt cái này xuống đi nha. Đó. Đó, nó bằng như vậy là ok nè. Đó, cái mặt inox này nó bằng cái mặt nhôm trên là ok nè. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, rồi bây giờ mình sẽ bắt cái ruột vô cho các bạn xem nha. Đó. Thì trước khi các bạn bắt cái tay nắm này vô, các bạn xỏ cái cò này vô nha các bạn nha. Cò phá này nè. Đút vô cái tay nắm trước rồi các bạn đưa vô một lần luôn. Đây, qua đây. Rồi đưa vô rồi nó lòn qua như vậy á. Đó. Sau đó các bạn đưa cái cò qua thì các bạn bắn con quýt vô trong cái đầu khó đây để cho mà nó giữ cái đầu khó lại. Rồi sau này sau rồi các bạn sẽ chụp cái nắp này vô nha. Đó, thì sau khi các bạn khoan lỗ rồi, khoan hai con lỗ ốc này thì cái tay nắm mình nó sẽ xét luôn. Đó. Thẳng từ trên dưới luôn nè. Thấy không? Đẹp không? Đó, các bạn cái tay nắm này nó không được dư vô đây. Nó dư vô rồi như các bạn đóng cửa vô nó sẽ cắn vô khung bao. Đó, nó chỉ có bằng mặt đây hoặc là thúc vô đây thôi nha. Đó, nó bằng từ mét đi ra. Thì bắt đầu sau khi các bạn chụp này vô rồi thì bên đây nó còn hai cái lỗ ốc. Thì bên đây nó có hai cái lỗ ốc, các bạn bắn ốc vô nha. Đó, các bạn bắn hai ốc vô nữa là xong nè. Thì sau khi các bạn bắn hai con vít này vô nè, rồi các bạn thử khó thử ok chưa nè. Đó, rất là ok nha. Quay vào đây các bạn xem nè. Đây. Cái này mặt này là ở ngoài nhà lại nha, còn mặt bên đây là trong nhà. Đây. Ở trong thì các bạn xài cái ngù khó nè. Đó, các bạn dặn ra dặn vô để khó cái cò nè. Thấy hết chưa? Ừ. Đó. Đó, còn ở ngoài các bạn xài chìa khóa.
quay vô. Đó, ở ngoài các bạn xài chìa khóa. Rồi. Xong. Ở trên thì các bạn gạt qua gạt lại là cái cò này tự nhảy nha các bạn nha. Rồi thì đây là video mình hướng dẫn các bạn cách mà móc ổ khóa cửa nhôm sinh pha đi mở nha các bạn nha. Rồi thì bây giờ mình xin kết thúc clip đây nha các bạn. Nếu các bạn cảm thấy clip mình hay và ý nghĩa thì nhớ để lại cho anh em mình một like. Còn các bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nha các bạn. Để các bạn để anh em mình có động lực làm ra những video mới và hay hơn cho các bạn xem nha. Thì đây là cái ổ khóa của cửa đi mở sinh pha. Đây là ổ khóa là đơn điểm. Thì bữa sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bắt ổ khóa đa điểm nha các bạn nha. Rồi mình xin kết thúc clip đây nha các bạn. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye các bạn, em mở. Bye các bạn nha.